Chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của Nguyễn Thành. Hôm nay Thành sẽ làm video này để chia sẻ cách chích ngừa như thế nào, chích ngừa cho con như thế nào. Hôm nay Thành tiến hành chích ngừa mũi 1 năm bệnh cho bầy Husky đen trắng mắt xanh, các bé được 42 ngày tuổi. Xin mời các bạn theo dõi. Rồi, công việc của chúng ta bắt đầu tiến hành như thế này. Hôm nay mình đi mua thuốc. Thuốc này là thuốc của Pháp, mình mới mua về xác bệnh. Thì khi mà mua thuốc á, là ở cửa hàng thuốc, người ta sẽ cho các bạn hai cái túi đá lạnh chuyên dụng này để giữ lạnh cho thuốc, để không, nếu mà các bạn để ở ngoài một thời gian khoảng 20 phút đến nửa tiếng thì thuốc nó sẽ mất tác dụng thôi. Bởi vậy nên là mình mua thuốc thì người ta bảo quản trong cái bịch đá giữ lạnh này. Này là thuốc của thuốc năm bệnh của Pháp nha. Maria. Đây các bạn nhé. Rồi bây giờ công việc chúng ta tiến hành là đầu tiên là chúng ta phải cập nhiệt độ xem là nhiệt độ của các con có bị cao không. Nếu mà nhiệt độ cao quá thì 39 độ 3 đến 39 độ 5. Quá 39 độ 5 là các bạn không thể chích được. Vì thân nhiệt của chó thì nó cũng cao, nhưng mà ở cái nhiệt độ 39 độ 5 trở lại thì các bạn có thể làm được. Còn nếu mà cao quá thì không làm được nhé. Rồi bây giờ công việc của chúng ta là để cấp đông tiếp cho cái thuốc này đó. Rồi ta tiến hành cập nhiệt độ xem. Lao quá đi. Mình dùng cái loại nhiệt kế thủy ngân này ha. Giờ bắt đầu cập nhiệt độ. Cái cách cập nhiệt độ nó như thế này, các bạn đưa cái đầu, bạn đưa cái đầu thủy ngân này vào trong cái hậu môn của chó đó. Và trước khi bắt đầu cập nhiệt độ thì ta xem cái nhiệt độ ở trong cái mức nó này nó như thế nào. Rồi nó đã xuống mức thấp nhất rồi, bây giờ bắt đầu ta cập nhiệt độ. Để được là quá. Rồi, từ từ, hết đứa này tới đứa kia. Này là 38 độ 3. Cái nhiệt độ như vậy là đạt yêu cầu. Chúng ta tiến hành vào thuốc cho bé nhé. Ngồi đó, con ngồi đó. Ngồi đó nghe chưa? Là quá. Thuốc thì nó có hai cái lọ, một lọ là nước và một lọ là thuốc bột. Thì ta hút hết cái lượng nước ở trong cái lọ nước này. Rồi, hết rồi. Ta tiêm vào, đưa nước vào trong cái lọ bột này. Đấy, rồi đó. Đợi chút xíu không? Lào quá. Rồi, bắt đầu chích. Các bạn để bé nằm ở đây, một người vẫn có thể chích được. Các bạn nắm cái da này. Cái này là chích dưới da, nên là các bạn nắm vào chích đi. Thank you.
Khi mà chích xong các bạn nhớ xoa để chích nó tan đi, chứ đừng có nếu mà không xoa thì nó sẽ bị ủ áp xe. Như vậy là đã xong một bé nha. Ngồi đây rồi, tiếp tục tới bé thứ hai. Ồn quá đi con, mày la cái miệng mày. Rồi, ngồi đây con. Các bạn khi mà chích xong thì các bạn phải nhớ, nếu mà các bạn không nhớ được thì các bạn không nhớ được bé nào thì các bạn phải dùng cái chuồng hay gì đó để nhốt lại, không để chích lộn nhé. Chích mà lộn là rất nguy hiểm. Yên. Leo ra ngoài hoài ha. Bé này là 38 độ 9. Rồi, khoảng nhiệt độ mà ok. Không nhiệt như vậy là ok. Chúng ta tiến hành chích. Không ngồi lên. Chiều nay là buổi buổi chiều bắt đầu thả chó nhóm, nên là nó la. Các bạn nghe một tiếng la. Cái tiếng la của nó dữ dội. Cái xăm cho vô vậy. Em. Ừ, biết rồi. Đi đâu á? Vô đây. Hút thấy cái lượng thuốc mà nó hòa với cái nước cắt đó, nó hết là mình hút hết rồi này. Mà cứ vậy mà tiến hành chút thôi. Các bạn nhớ là khi chích các bạn nhớ đẩy hết cái hơi ra khỏi cái khi làm thuốc. Rất là nhẹ nhàng, không có đau nha các bạn. Đây là cực kỳ hói, anh chàng hói cực kỳ hói. Rồi, anh này chích thả ra ngoài chơi luôn, đi chơi luôn nó căng. Rồi, đẹp trai. Rồi, đi chơi đi. Tiếp tục, bé thứ ba. Đấy con. Chiếu trong im làm gì à? Lấy nhiệt độ thôi mà làm gì à? Ghê à, ba em rồi ba mươi tám độ năm, thân nhiệt này là hoàn toàn ổn nha các bạn. Các bạn khi mà tiến hành chích ngừa, các bạn phải 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 kiểm tra sức khỏe của bé. Nếu như bé bị viêm hay gì đó nó thì nó sẽ phát sốt hoặc là bỏ ăn. Hoàn toàn bình thường thì các bạn mới tiến hành cho chích ngừa. Bởi vì chích ngừa là đồng nghĩa với việc ta đưa một
đưa cái virus làm yếu đi vào cơ thể của bé để cho cơ thể của bé tạo kháng thể chống lại bệnh, chứ không có phải thuốc bổ thuốc khỏe gì cả. Nhưng mà cái việc này tất cả những người nuôi hay là những nhà nhân giống người ta đều phải làm, bởi vì để phòng bệnh. Thực tế thì năm bệnh hay bảy bệnh, nhưng chủ yếu là hai bệnh Care và Bạc Hô. Bởi vậy nên là khi nuôi nuôi các bạn phải chích ngừa đầy đủ thì mới hạn chế được bệnh. Làm gì á? Khi mà ta hút lượng thuốc, ổ hợp thuốc hết hoàn toàn. Rồi, lấy hơi ra ngoài. Tiếp tục giúp cái con vàng giữ, cái con quạ giữ con. Rất là nhẹ nhàng, không có đau nha các bạn. Làm gì? Rồi, bé thứ ba, bé thứ tư, đây toàn là ngáo không. Hai đứa kia quậy à, các bạn nghe nó giống nó là kìa, đó là những dòng chó giống nó trưởng thành, bây giờ ra, ra chơi nên nó là vậy. Em này cũng 38 độ 5. Đừng có cắn thuốc nghe con. Những đứa chết rồi bước ra ngoài. Nằm lên đây để nhảy phóng xuống là không biết đứa nào luôn, nguy hiểm lắm. Thằng kia dắt cái kia đi đâu đó, cặp kia đi đâu. Mặt thấy ghét không? Mặt thằng hối thấy ghét không? Chờ chút xíu đem vô luôn rồi còn xong là vô nhé. Biết rồi biết rồi biết rồi, đừng có lao quá. Vô là cho ăn liền, nghe chưa? Rồi thôi từ từ, từ. Cắn đau không? Chích xong là các bạn nhớ một điều là phải 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 xoa để cho nó khỏi bị ổ áp xe. Khi mà cái thuốc nó không tan được, nó thành tạo thành nó ổ áp xe, thì thuốc nó cũng có tác dụng mà nó lại ảnh hưởng đến sức khỏe của bé này. Mà khi mà chích ngừa là mình làm rất kỹ cái khâu này, mình xoa rất là lâu, bởi vì để nó tan hết thuốc, nó thẩm thấu thuốc ra ngoài cơ thể của bé. Xong rồi xuống em thứ năm. Quậy lắm, siêu quậy nè. Nè, cái mặt này là biết quậy rồi.
Ừ đó. Chút xíu xong rồi, chút xíu tới con la quá. Thằng kia gặm gì á? Cũng vậy thôi, 38 độ 4. Rất là tốt, để thân nhiệt, để thân nhiệt, ok. Thân nhiệt của chó nó cao hơn của người, các bạn đừng có lấy thân nhiệt của người mà đo, sao của chó nói 38 độ 5 là tốt, không có tốt nha các bạn. Khi nào mà trên 39 độ thì mới đáng ngại. Thuốc này, nó không phải đồ ăn đâu mà lý. À, thằng kia, mày na khẩu trang tao đi đâu đó, kia, lì, đúng cái bọn ngáo này nó lì. Đây, gần xong rồi. Rồi, rồi con ngồi đây, con ngồi, xong liền, xong liền, xong liền. Rất là nhẹ nhàng. Thằng kia. Đó, nó nghe kêu quá. Nghe kêu chạy tới. Nghe kêu chạy tới quá trời. Nè. Xong rồi con cũng nhảy xuống luôn. Nhảy xuống chơi luôn. Em thứ năm. Rồi một em nữa là xong. Quá anh ơi là ông à, còn là ngáo không mặt là nhịn mặt là biết ngáo em á. Ừ. Em sẽ lấy nhiệt coi, thật nhiệt độ coi có sáu không, không sốt thì mới chích được như ra đúng chưa. Con nói giỡn này đó. Đi nữa 38 độ 6, 38 độ 6 mà phóng xuống một cái lộn không biết đứa nào luôn, đừng có lu bu nha. Hai chưa? Lần xong rồi, chút xíu xong rồi. Đó. Chín trắng, chín trắng, chín trắng. Vấn đề hết, chín trắng nha. Chín trắng nha. Em nha. Rồi xong hoàn thành. Rồi vâng, thưa các bạn, đó là quá trình mình chích ngừa cho
cho con. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Những việc cần hỏi, nếu các bạn muốn biết gì trong cái cách chăm sóc chó thì các bạn cứ comment ở dưới hoặc là alo trực tiếp cho Nguyễn Thành. Những gì mình biết mình sẽ hướng dẫn cụ thể cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào tạm biệt và